9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, sau một thời gian chống chọi với thời gian và bệnh tật, Bác Hồ đã rời xa nhân dân Việt Nam, trở về với những Các Mác, Engel, Lenin, để lại niềm tiếc nuối, đau xót vô bờ bến cho nhân dân Việt Nam. Và không quá dài dòng, Việt Sử Toàn Thư xin thuật lại những sự kiện đã xảy ra vào ngày hôm ấy, cũng như trong những ngày quốc tang lịch sử. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Việt Sử Toàn Thư. Trước khi vào nội dung chính, nếu đây là lần đầu các bạn đến với kênh của chúng tôi, Việt Sử Toàn Thư với sứ mệnh kết nối những giá trị lịch sử của dân tộc với người trẻ Việt qua những ấn phẩm video. Bắt đầu nào! Những ngày cuối cùng của một vĩ nhân. Bác Hồ, người đã dành cả cuộc đời để tìm con đường giải phóng cho dân tộc, cho nhân dân. Kể cả khi sắp rời xa thế giới, về với cõi người hiền, người vẫn luôn dành sự quan tâm cho nhân dân cả nước, đau đáu một nỗi niềm yêu nước, thương dân. Hơn nửa tháng trước khi mất, lúc 6 giờ ngày 12 tháng 8 năm 1969, Bác vẫn gặp đồng chí Lê Đức Thọ tại nhà nghỉ Hồ Tây để nghe báo cáo tình hình hội nghị Paris. Đêm hôm đó, Bác lên cơn sốt và ho, rồi những ngày sau, Bác ho nhiều hơn, sốt nặng hơn. Nhưng Bác vẫn lên xuống nhà sàn gắng gượng làm việc. Theo đề nghị của bác sĩ, tối 17 tháng 8 năm 1969, Bác Hồ không làm việc ở nhà sàn nữa. Người xuống ở và làm việc tại ngôi nhà nhỏ phía sau nhà sàn. Đây là ngôi nhà mà Bộ Chính trị đã quyết định làm cho Bác trong những ngày tháng 5 năm 1967 khi Bác sang Trung Quốc để chữa bệnh, với mục đích để bảo đảm an toàn cho Bác trong những năm máy bay giặc Mỹ bắn phá Hà Nội. Khi ấy, Bác không nhận sử dụng riêng cho mình. Bác đã nói, khi nào có nhiều đồng chí phụ trách đến làm việc với Bác thì họp ở nhà ấy cho chắc chắn. Còn lúc ở một mình, Bác cứ ở nhà sàn gỗ này thôi. Các chú lo cho Bác cũng phải lo cho dân. Dân chịu được thế nào, Bác chịu được như vậy. Một ngày Bác ốm nặng, nhưng Bác rất vui khi nghe báo cáo về nghị quyết của Bộ Chính trị về kỷ niệm 4 ngày lễ lớn trong năm 1970. Bác nói với một đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, các chú nên bàn cho kỹ. Còn ý kiến của Bác không đồng ý đưa ngày 19 tháng 5 là ngày kỷ niệm lớn trong năm 1970. Hiện nay, các cháu học sinh sắp bước vào năm học mới. Giấy mực, tiền bạc dùng để tuyên truyền về ngày sinh của Bác thì các chú nên dành để in sách giáo khoa và mua dụng cụ học tập cho các cháu, khỏi lãng phí. Bác dặn, có lẽ chưa lúc nào Bác dành một chút ưu tiên nào cho bản thân. Bởi hơn ai hết, Bác hiểu nỗi khổ của dân, hiểu được chiến tranh còn nhiều gian khổ. Những ngày tháng 8 năm 1969, trời mưa to, mực nước sông Hồng lên cao. Trong lúc Bác đang lâm bệnh, Trung ương mời Bác lên an toàn khu, phòng đê sông Hồng vỡ gây lũ lụt. Thế nhưng Bác chỉ bảo, Bác không thể bỏ dân, trước hết hãy lo cho dân. Vì vậy, Trung ương đã chuẩn bị xe lội nước để đưa Bác lên an toàn khu nếu Hà Nội bị lụt, và đằng sau xe Bác có nhiều xe lội nước khác để cứu dân. Những ngày Bác ốm, mỗi lần tỉnh dậy sau cấp cứu, Bác hỏi han mọi việc, mà điều đầu tiên Bác hỏi, nước sông Hồng đã xuống chưa? Ngoài lo cho nhân dân miền Bắc, Bác cũng rất mong nhớ nhân dân miền Nam. Đó là trong lá thư gửi bộ đội và gia đình cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc năm 1954. Bác đã viết rằng, đến ngày hòa bình đã được củng cố, thống nhất được thực hiện, độc lập dân chủ đã hoàn thành, đồng bào sẽ vui vẻ trở về quê cũ. Lúc đó rất có thể, tôi sẽ cùng đồng bào vào thăm miền Nam yêu quý của chúng ta. Sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Bác càng nung nấu ý muốn là phải vào bằng được Nam Bộ với đồng bào, đồng chí miền Nam đang chiến đấu. Như biết trước được sức khỏe của Bác có phần giảm sút đi nhiều, lo lắng ý định không thể thực hiện được. Một lần nữa, Bác lại đề nghị được vào miền Nam để gặp gỡ đồng bào, động viên chiến sĩ. Có lẽ Bác rất mong chờ được vào miền Nam là vì đó là đồng bào của Bác, lại là nơi mà thân sinh của Bác an nghỉ. Cho đến tháng 8 năm 1969, Bác nằm trên giường bệnh nhưng vẫn nghe báo cáo tình hình chiến trường, vẫn theo dõi bản đồ chiến sự miền Nam. Mỗi khi tỉnh dậy sau cơn mệt nặng, bao giờ Bác cũng hỏi tin tức về miền Nam. Chưa vào được miền Nam, Bác yêu cầu hễ có đồng chí, đồng bào nào từ miền Nam ra thì phải cho Bác biết và đưa vào gặp Bác. Mỗi lần được gặp gỡ đại biểu từ miền Nam ra, Bác vui khỏe hẳn lên. Lúc trở bệnh, người đề nghị được uống chút nước dừa. Như hiểu được lòng của Bác, đồng chí Vũ Kỳ nói với mấy anh em bảo vệ ra hai cây dừa trước nhà sàn, lấy ở mỗi cây một trái,
bỏ ra hòa nước vào một chiếc cốc và tách ở mỗi trái một miếng cùi dừa bày vào đĩa, đưa lên cho bác. Đó là hai cây dừa giống miền Nam hàng ngày bác vẫn chăm bón. Bác đã nhấp một chút nước dừa để coi như được mang theo mình vào cõi trường sinh, nỗi nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà. Ngày bác Hồ qua đời. Ngày 28 tháng 8, bác nói với Thủ tướng Phạm Văn Đồng rằng bác sẽ dự lễ quốc khánh năm ấy 15 phút. Cho đến ngày 1 tháng 9, bệnh tình bác trở nặng khiến bác cảm thấy rất mệt. Lần đầu tiên những người phục vụ nghe tiếng rên của bác. Điện tâm đồ luôn xuất hiện những ký hiệu xấu. Các đồng chí trong bộ chính trị hầu hết đều có mặt. Vẻ đau buồn hiện rõ trên từng ánh mắt. Cả dân tộc đang sắp phải gánh chịu một mất mát lớn, không gì bù đắp được. Trong những phút tỉnh táo ngắn ngủi và hiếm hoi ngày hôm ấy, bác vẫn tự tay bưng và ăn được chén con lòng nhãn. Hôm ấy cũng là một ngày căng thẳng đầy lo âu của mọi người đang túc trực quanh bác. Ngày 2 tháng 9 năm 1969, cả nước tưng bừng kỷ niệm ngày Quốc Khánh. Không ai biết người khai sinh ra ngày độc lập của dân tộc đang chuẩn bị lên đường đi xa mãi mãi. Trời mưa, bộ phận phục vụ đã căng bạt ngoài sân, kê thêm nhiều ghế. Mới tờ mờ sáng, hình như có gì mách bảo, các đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và các đồng chí trong bộ chính trị đều có mặt đông đủ. Vào lúc 9 giờ sáng, bác đột ngột lên cơn đau tim nặng. Các giáo sư, bác sĩ Việt Nam và Trung Quốc phải thực hiện cấp cứu cho bác. Đến 9 giờ 47 phút, Thủ tướng Phạm Văn Đồng trào nước mắt. Thôi các đồng chí ạ, bác của chúng ta không qua khỏi nữa rồi. Nhiều tiếng khóc bỗng òa lên rồi cố nén. Các đồng chí bộ chính trị và lãnh đạo cao cấp của nhà nước đứng xếp hàng quanh giường bác mặc niệm, rồi lần lượt bước ra ngoài theo yêu cầu của bác sĩ chuyên môn. Riêng ba đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp cố nán lại, đặt tay lên trán bác, lên ngực bác, nước mắt lưng tròng. Đồng chí Trần Quốc Hoàn phải giục lần nữa mới rời khỏi giường bác. Nhưng sau đó vài phút, đại tướng Võ Nguyên Giáp lại một mình quay trở lại, đứng nhìn bác một lúc lâu nữa. Thế là 9 giờ 47 phút, ngày 2 tháng 9 năm 1969, chuyển đến cho nhân loại một nỗi đau. Bác Hồ ra đi mãi mãi, để cho đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Ngày lễ quốc khánh năm đó, đất nước vắng hình bóng bác. Ngay sau đó, Đài Tiếng Nói Việt Nam là nơi đầu tiên truyền đi bản tin phát thanh tới nhân dân cả nước về thông tin bác đã đi xa. Tình hình Hồ Chủ tịch không được ổn định, bệnh của người đang phát triển và có phần trầm trọng. Người đọc những dòng tin tức đặc biệt là phát thanh viên Minh Đạo, nhà báo Hà Phương, nguyên trưởng phòng phát thanh viên Đài Tiếng Nói Việt Nam kể lại. Anh ấy nhận được tin và chỉ còn biết lấy khăn lau nước mắt. Cả phòng ngồi khóc, không ai đọc nổi, mà chỉ có bác Minh Đạo. Bởi lúc ấy, đòi hỏi một người phải có nhiều trải nghiệm, từng trải, rất vững vàng về nghề, nhưng phải biết kìm nén cảm xúc cá nhân để không làm tiếng khóc vỡ òa ra khi đọc. Thông cáo đặc biệt năm ấy chỉ có mấy dòng ngắn ngủi nhưng thật sự là nặng trĩu. Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Đồng chí Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã từ trần. Lễ truy điệu ngày 9 tháng 9 năm 1969. Bác Hồ ra đi ở tuổi 79, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế. Ngay chiều ngày 3 tháng 9 năm 1969, Bộ Chính trị quyết định triệu tập Hội nghị bất thường Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp để bàn, quyết định việc tổ chức lễ quốc tang với nghi thức trọng thể nhất, đồng thời quyết định công bố di chúc của người. Ngày 9 tháng 9 năm 1969, lễ quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh được cử hành trọng thể tại Quảng trường Ba Đình với hơn 15 vạn người thay mặt cho nhân dân cả nước cùng tham gia lễ truy điệu vĩnh biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong lễ truy điệu, từ trẻ em, thanh niên đến cụ già đều ngăn tiếng khóc để giữ sự trang nghiêm khi bí thư thứ nhất Lê Duẩn cất lời đọc điếu văn. Mặc dù vậy, những dòng nước mắt thì không ngừng chảy khi nghe Hồ Chủ tịch kính yêu của chúng ta không còn nữa. Tổn thất này vô cùng lớn lao, đau thương này thật là vô hạn. Dân tộc ta và đảng ta mất một vị lãnh tụ thiên tài và một người thầy vĩ đại. Trong ngày hôm ấy, mọi người xúc động, im lặng lắng nghe từng lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Kết thúc buổi lễ là 21 loạt đại bác và đội hình máy bay gồm 12 chiếc thuộc Trung đoàn Sao Đỏ bay qua quảng trường, nghiêng cánh vĩnh biệt người. Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân,
nguyên chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nguyên Tư lệnh Quân chủng Không quân Việt Nam cũng nhớ nguyên cảm giác trống rỗng, đau đớn khi hay tin Hồ Chủ tịch mất, vì chỉ thời gian ngắn trước, bác còn đến chúc Tết các phi công. Đang làm nhiệm vụ tại sân bay, ông được giao thay mặt trung đoàn lên phát biểu, biến đau thương thành hành động. Ngày bay tiễn biệt bác, tôi được giao nhiệm vụ bay trinh sát thời tiết trước khi không quân chào tiễn biệt người. Nếu như những ngày trước mịt mùng mưa gió, thì hôm đó trời lại sáng. Tôi trinh sát tất cả các nơi xung quanh quảng trường Ba Đình. Khi từ Phủ Lý quay về, tôi báo cáo cấp trên là thời tiết hoàn toàn có thể triển khai bay. Ông nói và cho biết, rất xúc động và tự hào khi là người đầu tiên bay trong ngày tiễn bác. Ông nói, sau chuyến bay khí tượng đó, và ngay khi bí thư thứ nhất Lê Duẩn đọc xong điếu văn, hàng chục chiếc máy bay của quân chủng phòng không không quân xuất hiện trên bầu trời quảng trường Ba Đình để chào người lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Đó là một hình ảnh tuyệt vời. Chúng tôi chào bác, nhưng cũng hứa với bác, bộ đội phòng không không quân sẽ tiếp tục thực hiện lời dạy của bác, bằng mọi cách đánh thắng giặc Mỹ, tướng Ngân cho hay. Tại Cao Bằng, căn cứ địa cách mạng đầu tiên của cả nước, tin bác Hồ muôn vàn kính yêu không còn nữa được truyền đi nhanh chóng. Lúc sinh thời, bác coi Cao Bằng như quê hương thân thuộc của mình. Những ngày đầu xuân năm 1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, bác trở về tổ quốc, lựa chọn Bác Bó, Cao Bằng làm nơi nhen ngọn lửa đoàn kết toàn dân, phát động thời kỳ mới của sự nghiệp giải phóng dân tộc, đưa đồng bào thoát khỏi cảnh đời nô lệ, khổ cực, nghèo đói, thất học. Ngày 6 tháng 9 năm 1969, lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tỉnh tổ chức trọng thể tại đầu nguồn Bác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, nơi người đã sống và làm việc những ngày đầu về nước. Nhân dân Bác Bó đã để tang bác theo đúng tục lệ địa phương. Hàng nghìn người áo trắng khăn tang đứng bên dòng suối Lenin, thả hoa trắng trôi theo dòng nước, tiễn đưa người về cõi vĩnh hằng. Đồng bào ai cũng tuôn trào nước mắt đau thương vĩnh biệt người. Ở miền Nam, khi nghe tin bác mất, nhiều chiến sĩ du kích hoạt động trong những khu rừng, có người đã dập đầu vào gốc cây mà vật vã, đau đớn trước tin sét đánh. Có đau thương nào lớn hơn nỗi đau này của cả dân tộc, của triệu triệu người Việt Nam từ Bắc tới Nam? Có những đơn vị tổ chức lễ truy điệu cho bác xong, bữa cơm truy điệu dọn ra như nào, dọn vào như thế đấy, chẳng ai muốn cầm đũa. Ngày bác đi xa, miền Nam thành đồng tổ quốc, đang trong thời điểm khó khăn gian khổ nhất, nhưng niềm tin của người gửi lại, cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta, dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn, đã trở thành mệnh lệnh hành động cho toàn thể quân và dân miền Nam. Với lòng tiếc thương vô hạn, nhân dân miền Nam bất chấp sự theo dõi, kìm kẹp của Mỹ, Ngụy đã tổ chức truy điệu cho người. Bên trong những vùng địch tạm chiếm như Quảng Trị, nhân dân chịu sự kìm kẹp rất gay gắt của kẻ thù nên không có điều kiện để tổ chức lễ truy điệu cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng mỗi người lại dùng cách của riêng mình để bày tỏ niềm thương tiếc, kính trọng và biết ơn đối với bác. Những dòng khẩu hiệu đơn giản, vô cùng thương tiếc Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, được treo phía trên bàn thờ thay cho tấm ảnh bác. Mọi người đều trang nghiêm đứng cúi đầu tưởng nhớ đến người. Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị lúc bấy giờ, chỉ có thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong tổ chức được lễ truy điệu Bác Hồ. Thời khắc lịch sử năm ấy được ghi lại cụ thể là ngày 25 tháng 9 năm 1969 tại ngõ nhà ông Phan Tường, dưới vỏ bọc tổ chức lễ cầu an rằm tháng 8 để lồng ghép thực hiện lễ truy điệu bác. Để đảm bảo tính bí mật, chi bộ đảng đã đến từng nhà vận động, thông báo cho người dân được biết và lên phương án chủ động tránh địch phát hiện. Với những chiến sĩ cách mạng đang bị giam giữ trong các nhà tù của Mỹ Ngụy ở khắp miền Nam, việc tổ chức lễ truy điệu Bác Hồ vô cùng khó khăn và nguy hiểm đến tính mạng. Song với lòng kính yêu và tiếc thương bác vô hạn, những người tù yêu nước đã vượt qua hiểm nguy để tổ chức buổi lễ truy điệu bác, để tang bác bằng nhiều hình thức. Trong nhà tù Côn Đảo, khi biết tin Bác Hồ mất, những người tử tù đã lấy tấm bìa các tông rồi lấy lá cây trà lên tạo nền để vẽ cho ra hình lá cờ tổ quốc, dùng lá cờ ấy đặt lên trên tấm vàn để làm thành bàn thờ. Mỗi người xé một miếng vải đen, khâu vào áo tù để tang cho bác. Khi truy điệu, tất cả mọi người quay mặt về hướng bắc. Không chỉ tổ chức tang lễ trong nội bộ chiến sĩ, nhân dân, cán bộ, chúng ta còn tạo điều kiện ngừng bắn để lính Ngụy, sĩ quan Ngụy đến viếng bác với điều kiện là đi lẻ hoặc đi theo từng tốp nhỏ, không mang theo vũ khí. Vĩnh biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta đã biến nước mắt thành quyết tâm,
biến đau thương thành hành động cách mạng, siết chặt hàng ngũ xung quanh Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mang lá cờ bách chiến bách thắng của Hồ Chủ tịch tới đích cuối cùng. Đại thắng mùa xuân năm 1975, đại thắng với chiến dịch mang tên Bác đã đưa cả nước bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nếu thấy nội dung này hữu ích, các bạn hãy chia sẻ thêm cho người thân và bạn bè của mình nhé. Ngoài ra, vì các thuật toán của YouTube ưu tiên cho các video có nhiều lượt tương tác như thời lượng xem và like, nên nếu thích video này thì các bạn hãy vui lòng nhấn vào nút like để video được tiếp cận xa hơn nhé. Nội dung video chỉ dùng để cung cấp thông tin, không đại diện cho quan điểm chính thức của bất kỳ tổ chức nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hậu quả từ việc sử dụng thông tin trong video. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.